tiếp tục chuỗi giao tranh không ngừng nghỉ kéo dài gần 40 ngày qua. Hôm qua, 15 tháng 11, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp tục sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công lẫn nhau qua đường biên giới. Trong đó, một số nguồn tin khu vực cho biết, quân đội Israel đã pháo kích vào 16 khu dân cư và thị trấn phía nam Lebanon nhằm đáp trả các vụ bắn tên lửa chống tăng và đạn cối của Hezbollah sang lãnh thổ Israel. Theo truyền thông Lebanon, Hezbollah đã bắn khoảng 15 quả tên lửa chống tăng vào một số vị trí của quân đội Israel dọc đường biên giới. Tuy nhiên, quân đội Israel chưa xác nhận thông tin này. Cho đến đêm qua, hai bên đều chưa công bố thông tin về thiệt hại các cuộc tấn công của lực lượng đối địch gây ra. Trước đó, truyền thông Lebanon cho biết, các cuộc bắn phá bằng máy bay không người lái và pháo hạng nặng của quân đội Israel vào miền Nam Lebanon từ ngày 8 tháng 10 đến sáng ngày 15 tháng 11 đã khiến 88 người chết, trong đó có 65 thành viên Hezbollah. Đây là số thương vong lớn nhất trong các đợt đụng độ tại khu vực biên giới Israel-Lebanon kể từ sau cuộc chiến đẫm máu năm 2006 giữa quân đội Israel và Hezbollah. Lần giao tranh này do Hezbollah khơi mào bằng một cuộc pháo kích sang khu trang trại Siba mà quân đội Israel đang chiếm giữ hôm 8 tháng 10 nhằm biểu thị sự ủng hộ dành cho phong trào Hamas trong cuộc chiến chống Israel. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, ba quan chức cấp cao trong văn phòng đại giáo chủ Iran Ali Khamenei hôm qua cho rằng Đại giáo chủ Khamenei đã thông báo với lãnh đạo Hamas về việc Tehran sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến hiện nay giữa Hamas và quân đội Israel. Cụ thể, tại cuộc gặp chính văn phòng chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran hồi đầu tháng này, Đại giáo chủ Khamenei khẳng định rằng Iran ủng hộ Hamas trong cuộc chiến chống Israel nhưng sẽ không trực tiếp tham chiến trước đó xuất hiện một số thông tin cho rằng iran không chỉ cung cấp vũ khí và tài chính để hamas và hezbollah chiến đấu chống iran mà còn có thể trực tiếp tham gia cuộc chiến này